Yesterday, Prime Minister John Major told reporters that Britain had no intention of yielding to any terrorist demand. He denied that any negotiations have taken place between the terrorist group and the British government. Let's see how tough they play when I have 300 school kids in my hands. Roll the ball. See you later. Hello? Không nghe gì? Tôi đi coi. Ê, nói chuyện bí mật cho tụi mày biết nha. Cái gì? Ở Hồng Kông có phần tử khủng bố đó. Merry Christmas. Don't move. I don't want to hurt everybody. Tất cả chuẩn bị. Mau lên. Hello. Anh Tinh à? Nói lớn chút đi. Anh Tinh! Thôi chết hả? Cái gì? Còn bộ chính trị đâu? Chú Đảng đâu? Lập tức báo cảnh sát. Tao tới ngay. Biết chưa? Bộ chính trị đi. Hello. Tôi là Châu Tinh Tinh đi. Anh điên sao? Hello. 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 Hello, lâu, 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 lâu. Bây giờ phải gọi số nào đây? Gọi đi, gọi báo đi. My ball frequency hidden out from around here. Can't you jam the signal? I can't take a checkmate pattern. It's moving too fast. If I didn't check it out. Follow me. Wait. I'll do this one. What's the problem? Someone's escaped. Shit. Get him to the basement. Move up. Get up. Move. Anh về đây làm gì? Có một khủng bố quả lực ghê gớm đang bắt đường số con tin. Tôi muốn xin ông phái đội SDU đi cứu bọn họ. Có được hay không? Tôi chưa nhận được lệnh cấp trên. Không có lệnh đâu. Bởi vì cái vụ này chỉ có mình tôi biết mà thôi. Hồi trước anh là đội trưởng ở chỗ này. Chúng tôi không nhận được lệnh cấp trên thì chúng tôi không ra tay đâu. Tôi biết. Nhưng mạng người quan trọng lắm. Bây giờ lại nguy hiểm nữa. Hết giờ rồi. Xin lỗi, không thể giúp được anh. Vậy làm ơn cho mượn cái thẻ phát mệnh lệnh. Không được. Cho Tinh Tinh, anh muốn ở tù phải không? Yes sir. Hãy
Đệ tam trung đội, đơn vị ABC, lập tức xuất phát. Đang có mấy trăm nhân mạng đang chờ các bạn cứu đó. Hậu quả như thế nào tôi gánh cho. Có tin tôi không? Yes sir. Xuất phát. Cầm lấy. Dưới hồ bơi có hầm phòng không, có thể đi ra ngoài được. Tất cả đi theo tôi. Bên kia. Mau lên. Tránh ra để cho tôi. Chạy mau. Chạy. Tại sao đột nhiên sáng loà như vậy? Ủa, anh cặp kính tôi đâu rồi? Không có đeo kính thì như thân thể không được thoải mái. Hả? À, ở đây. Cái đồ khốn nạn, làm nổ lối ra rồi. Mày nổ chết hết bọn mày. Sao lại có bánh mì ở đây? Mau đi, mau lên đi, mau lên đi, mau lên, mau lên, cẩn thận đó, cẩn thận. Đi rồi. Mau lên, nhanh lên, nhanh lên, từ từ. Đừng bắn, đừng bắn mình đó. Người bên, người bên. Người bên. Sếp chào à. Bọn này sao đây hả? Nè nè, ngồi xuống đi, ngồi xuống đi, ngồi xuống. Tự khủng bố, phần tự khủng bố đó. Khủng bố. Sếp à, sao ra được? Chúng tôi theo đường hầm của nhà trường ra đây. Bây giờ đường hầm bị nổ rồi, vô không được đâu. Có ai bị thương không? Không, tất cả bình điên, ngoài trừ tôi ra. Anh thật là giỏi lắm. Đúng rồi, anh ta thiệt là giỏi, rất may là có ảnh. Còn học sinh ở trống không? Không biết, nhưng mà chú Đạt ở trống á. Chú Đạt, ông cứu tôi. Ông cứu tụi anh. Ông giống như là chiến sĩ dị lai. Giống như chiến sĩ dị lai. Nhưng không biết chết chưa nữa. Lập tức hành động. Yes sir. Nguy rồi. Chậm lắm đi. Chậm lắm đi. Thôi chơi rồi. Chơi lận như vậy, hai người bắn một người. Chờ bạn tấn ở đây tụi mày sẽ biết.